Ok, giới thiệu với các bạn trên màn hình là một đôi chim bố mẹ cu rừng, gọi là cu cườm, cu ta, cu đất. Thế thì cái đôi chim này thì nó không giống như đôi chim bình thường khác, bởi vì cái kích thước của nó rất là lớn. Nếu như con trống của nó có thể là được so sánh với một con bồ câu nhỏ, bồ câu ré, bồ câu ta. Thì chúng ra con cũng vậy, là nó rất là to và cườm vừng. Thì cái đôi này thì nó nuôi thì cũng ở trong cái lồng cũng vừa phải, nhưng mà chúng vẫn ra con, trông thế là chúng vẫn ra con. Giọng của nó là giọng thổ rất là hay. Đấy, thì giới thiệu với anh em ở trên diễn đàn chim cu gáy hay, thì chúng ta chơi chim thì cũng có con chim nọ con chim kia. Bây giờ cái xu thế thì có thể anh em chơi chim trần hoặc là chim đầu xanh đít xám, hoặc là chim đầu nhỏ mỏ đinh chân đỏ, hay là mã ngỗng phấn hồng. Nhưng chim gì thì chim, bây giờ anh em chơi về âm giọng nhiều. Chim giọng thổ, thổ đồng, thổ sấm. Thì đôi chim này thì khá là thuần. Đó. Con trống thì to, và con mái cũng không kém phần long trọng. Ở đây thì cái con chim mái á, tiền sử thì nó rất là hung hãn, rất là tợn. Ghép con trống nào vào chúng nó cũng đánh bạt đi, nó đánh bạt hết cả mấy con trống khác. Những con trống thường ghép vào là nhỏ hơn. Thế sau quá trình thì lâu dài thì chị gặp phải một cái anh chàng này mới trị được cô nàng này. Anh này anh ấy cũng to hơn một chút. Thế thì anh ấy thả vào thì anh ấy mới chinh phục được cái cô nàng đánh đá này. Thì hiện giờ thì cái con của nó ra rất là to. Giới thiệu với anh em là như vậy. Nếu anh em nào thích chơi chim ngoài Bắc mà giống to giọng hay thì anh em có thể liên hệ trên cái kênh chim cú ấy hay của Thao, với cái địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và cái số điện thoại để liên lạc cũng như là số điện thoại để kết bạn Zalo thì là số 0163 5305 982. Thì cái kênh Zalo thì các bạn có thể gọi điện hoặc là nhận những hình ảnh, gọi video phát trực tiếp. Hoặc là kênh Facebook thì các bạn có thể tìm vào cái chim cu gáy hay của Thao. Bên mình thì phát triển cái con chim cu gáy thế mạnh của mình là chim gáy sinh sản. Sinh sản thì đồng nghĩa với nó sẽ ra chim cu non. Chim cu non thì mình cũng khuyến cáo là các bạn nên mua cái loại chim được khoảng 10 ngày, tầm trên dưới 10 ngày. Các bạn về các bạn bón. Bón thì các bạn đơn giản thôi. Các bạn nếu mà các bạn mua một xin anh 10 và mua một cái bộ truyền nước của thú y, cắt ra khoảng 3 phân bằng nhựa trong vắt, gắn vào cái đầu xin anh đấy. Còn cái cám thì các bạn mua cái cám cám Ba Vì hoặc là cám 28A. Nếu có điều kiện các bạn cho ra cái máy nghiền bột, các bạn nghiền nhỏ. Nếu không thì các bạn cho vào cái máy xay sinh tố cũng được. Đơn giản nhất là cái máy máy xay sinh tố. Còn cùng nữa là các bạn cho ra, các bạn ngâm. Ngâm khoảng 20 phút. Ngâm 20 phút thì nó sẽ nhuyễn ra. Thì các bạn hòa loãng. Loãng ra các bạn rít xi lanh và các bạn bò bơm vào rìu cho con chim non. Chim non thì các bạn không nên bơm no rìu quá. Giống chim này là giống chim rìu ngoài, chúng ăn rất nhiều. Các bạn để lúc nào cũng nưng nực rìu. Cho nếu mà hòa loãng thì không phải uống nước, không phải uống nước. Đấy. Nỗi của chim non là các bạn hay bị chọc đầy bội thực hoặc là rách rìu hoặc là nó hay bị thiếu chất, bị liệt. Thì ở trên màn hình các bạn có thể thấy là cái đôi chim này thì nó rất là đẹp. Đó, các bạn hình ảnh cụ thể như vậy. Mình cũng lùa nó sang một cái góc bên kia để cho
nó đứng cạnh nhau để chụp một cái bức ảnh có đôi uyên ương. Đấy, thì hy vọng rằng là cái chia sẻ về cái cặp chim khổng lồ này sẽ đem lại một cái màu sắc cho cái kênh chim vô gáy của mình trên diễn đàn chim vô gáy ở trên kênh YouTube. Và anh em nào có thể là muốn thì có thể là gọi điện hoặc là đặt hàng hoặc là giao lưu đến tham quan. Ở bên mình thì có trại chim tại gia đình. Nếu như anh em nào ở các tỉnh ở phía Bắc thì anh em có thể chuyển khoản cho mình theo cái số tài khoản là 2210 205 156 681. Nếu các bạn mà có thể chuyển khoản cho mình trước thì mình sẽ gửi chim theo địa chỉ. Hoặc là các bạn có thể gửi tiền cho lái xe đi từ tỉnh huyện của các bạn lên đến Hà Nội. Bến Mỹ Đình càng tốt, nếu không được Mỹ Đình thì Gia Lâm, Gia Bát hay nước ngầm. Để cho mình cái thông tin số điện thoại của lái xe thì bên mình sẽ gọi điện và giao hàng nhận tiền luôn ở Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.